Chương 77 Pháo ống phiên bản tu chân Từ sau khi tiểu sư đệ có mõ thì càng lúc càng gõ thường xuyên hơn, giống như bị thần siêng năng nhập, phải chi tu luyện cũng có thể chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy. Hơn một tháng trôi qua, mọi người thế nhưng cũng dần quen với tiếng gõ mõ vào ban đêm. Cửa sổ của gian phòng phía tây đang hé mở, ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng, mảnh lụa nhẹ nhàng lay động, trong phòng dần dần tràn ra một cỗ mùi thơm lạ lùng như có như không. một mảnh mảnh tóc bay lên lộ ra dung nhan như ngọc của người mặc trường bào đen đang nằm trên giường. du phục thời hai mắt hơi nhắm, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. một bàn tay vô thức vò chặt góc chăn bên người, đầu ngón tay vì siết lại mà có chút trắng bệt. đây là cái gì? du phục thời nghe được thanh âm của chính mình, có chút chút chắc khô sáp dường như là rất ít khi mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, nhưng tiềm thức hắn nhận ra được người đứng đối mặt với hắn đằng kia chính là bản thân. Mỡ, người đứng đưa lưng về phía du phục thời đẩy mõ đến cho hắn đứng ở đối diện, lại lấy ra một quyển sách, còn đây là thanh tâm chú, ta lật xem qua thì thấy có hơn 30 loại, vừa gõ vừa niệm ngươi hẳn là sẽ có thể tốt hơn. Không gõ, không niệm. Bản thân đứng ở đối diện cự tuyệt, sau đó hất tay làm mõ cùng sách rơi xuống đất. Mõ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, vừa nghe liền biết không phải là phàm vật. Người còn lại cúi người nhặt lên mõ cùng thanh tâm chú, có chút bất đắc dĩ nói, người vừa mới hóa hình, tình kỳ gian nan, nếu người có bạn thì cũng cần dùng đến cách này rồi. Đối phương có lẽ là vì để hắn có thể nghe hiểu được nên tốc độ lời nói được cố ý thả chậm không ít. Mấy ngày này cứ dùng trước thử xem, ta đã đặt đan tông luyện chế tĩnh yêu đan, đến lúc đó ngươi ăn vào thì sẽ có thể áp chế được tình kỳ. Dù phục thời nhìn người nọ mở sách ra, chậm rãi dạy chính mình từng câu thanh tâm chú cùng với từng lần gõ mõ. Hắn vô thức lầm nhầm niệm theo, cổ tình chiều vừa dâng lên kia tựa hồ thật sự dần dần bị áp chế. Dù phục thời trên giường bỗng chốc mở to mắt, nhìn chằm chằm hoa văn trên mảnh một lúc lâu sau đó mới chống một tay ngồi dậy, lấy ra mõ từ đầu giường, bắt đầu từ từ gõ xuống, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú đã được dậy trong mộng. Đại sư tỷ ở cách vách còn đang thức khuya luyện phù. Tiểu sư đệ lại bắt đầu rồi, mỗi đêm gõ đến cả người nàng đều Phật. Không còn mấy ngày nữa vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ sẽ bắt đầu, Diệp Tố muốn cố gắng hết sức nghiên cứu thêm càng nhiều phù chú công kích càng tốt. Các phù văn trên bức tường được nhập lại từ ba bức tường trước đó trong hắc ám giới sau khi bị nàng vẽ xong thì đều ảm đạm xuống và hiện ra một đạo kim phù mới. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có cách nào vẽ ra được nó hoàn chỉnh. Thế nên Diệp Tố chuyển sang nghiên cứu phù trận, xem xét thử với tất cả những phù chú mà nàng có thể vẽ thì có thể tạo ra những loại phù trận nào thậm chí quyển pháp trận bút ký của đồ thế tiền bối cũng được nàng nghiền ngẫm qua. Diệp Tố dừng bút nghe xong một hồi tiếng mõ truyền tới từ phòng bên, cuối cùng bắt đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu phù trận. Ngày 1 tháng 3, vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, vô số tu sĩ chạy tới nơi tổ chức thi đấu trong đồ thủ thành. Đại sư tỷ vẫn là kim đan tiền kỳ. Hạ nhĩ thở dài một tiếng, đều đã mấy tháng rồi. Mã Tổng Thu đi ngang qua nghe vậy trợn trắng mắt, tu sĩ nhiều năm không tiến giai mới là bình thường đó. Nhưng ta cùng Tam Sư Tỷ cũng đều lên đến Kim Đan Trung Kỳ rồi. Hạ Nhĩ đấm một quyền vào lòng bàn tay, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên như hiểu rõ. Ta biết rồi, Đại Sư Tỷ đến lúc đó nhất định sẽ thăng liền mấy giai. Giống như liên liên của ngũ hành tông vậy. Mã Tổng Thu xua xua tay, tỏ vẻ bản thân đi trước đây, các ngươi cứ chậm rãi mơ đi. Nói đạo lý với một phen cuồng của Diệp Tố chỉ tốn công mà thôi, ngược lại còn rất dễ bị đối phương tẩy não. Trong khoảng thời gian vừa rồi người tiến giai cũng chỉ có hạ nhĩ cùng với Tây Ngọc, hẳn là do ở trong một môi trường xung quanh toàn là kiếm cùng kiếm tu nên khi luyện kiếm hạ nhĩ đã liên tiếp ngộ đạo hai lần, tiến giai từ kim đan sơ kỳ lên kim đan trung kỳ. Thanh kiếm mà hắn luyện chế ra tới còn chưa kịp giao cho Hoàng Nhị Tiền thì đã bị một vị đệ tử ngô kiếm phái mua đi mất. Còn Tây Ngọc thì đột phá khi đang nhập định. Đại sư Tỷ đang ở phía trước kia. Tây Ngọc lôi kéo Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ Chen về phía trước, vòng sơ loại sắp bắt đầu rồi. Khi ba người chen tới nơi thì từ trình Ngọc đang phát Ngọc Giản. Mọi người phải khắc lên Ngọc Giản này tên của mình cùng Tông Phái, đến khi thi đấu chính thức bắt đầu Ngọc Giản sẽ ghi lại thành tích của tu sĩ dự thi, sân đấu sẽ được mở cả ngày, mọi người có thể lựa chọn bất kỳ lôi đài nào. Thua một lần trừ một điểm, ngược lại thắng một lần sẽ được cộng một điểm. Từ Trình Ngọc giải thích về quy tắc thi đấu cho Diệp Tố cùng các đệ tử khác cùng biết, chỉ cần có thể bảo trì số điểm của Ngọc Giản cao hơn hoặc bằng số điểm ban đầu thì luôn có thể lên lôi đài. Ngoài ra thường cũng sẽ có các lôi đài hỗn đấu ngẫu nhiên được mở thắng được lôi đài hỗn đấu sẽ nhận được điểm số từ tất cả những người thua nên ai muốn tham gia thì chú ý lịch đấu một chút. Diệp Tố vươn ra một ngón tay dùng linh lực khắc ba chữ thiên cơ môn lên ngọc giản, sau đó lại viết tên của chính mình, mở ngọc giản ra thì liền nhìn thấy bên trong có một điểm. Trong hai tháng sơ loại, mỗi ngày vào giờ tí sẽ đổi mới bảng xếp hạng điểm số, chỉ có một ngàn vị trí. Từ Trình Ngọc chỉ vào tấm bia đá to trên cột trượng cao nhất trong sân thi đấu nói, vào lần đổi mới cuối cùng, người nào còn tên trên tấm bia đá mới có thể nhận được thông hành đơn. Lữ cửu đứng bên cạnh Diệp Tố, lỗ tai lo nghe từ Trình Ngọc giải thích nhưng ánh mắt thì bị ba chữ cực lớn thiên cơ môn trên đạo bào của Diệp Tố chiếm cứ, trong lúc nhất thời vô ý liền khắc lên ngọc giản ba chữ thiên cơ môn. Chờ đến khi phản ứng lại thì đã chậm. Ngọc Giản đã ghi nhận tên nàng đi cùng với Thiên Cơ Môn. Chết, Lữ Cửu sừng sốt, diệp tố hình như phát hiện ra gì đó nghiêng mặt nhìn ngọc giản trong tay lữ cửu không khỏi cười nói nếu cô không ngại có thể gia nhập thiên cơ môn của chúng ta ta lữ cửu ngượng ngùng có thể chứ nàng chỉ là một tu sĩ không môn không phái trưởng môn không nhất định sẽ thu cô làm đồ đệ mà có thu đi nữa cũng không có cách nào dạy được cô diệp tố cười nói chờ sau khi thiên cơ môn quay về thời kỳ cường thịnh có lẽ lúc đó cô có thể khai phong thu đồ đệ về sau thiên cơ môn cũng sẽ có sư phụ kiếm tu. Lữ cửu nghĩ tới ngày đó cảm xúc liền mênh mông dâng trào, hốc mắt không kìm được có chút ướt át, dùng sức gật đầu thật mạnh, được. Đại sư tỉ vẽ xong bánh nướng lớn thì đi tìm tiểu sư đệ, trong tay hắn cũng có một cái ngọc giản, là do hắn cứng rắn đòi lấy từ chỗ từ trình ngọc. Đệ cũng dự thi sao? ánh mắt diệp tố xẹt qua đôi mắt ẩn ẩn hồng nhạt của du phục thời nhắc nhở hắn thi đấu đến hai tháng sẽ rất mệt khoảng thời gian này tiểu sư đệ thức đêm gõ mõ nên tinh thần thoạt nhìn cũng không tươi tỉnh lắm cũng không thấy hắn trộm ngủ như lúc trước nữa không hiểu sao cả người nhiều thêm một tầng cảm giác yếu ớt nhưng sắc bén du phục thời chỉ chỉ khắp huyết kiếm đang bị kéo lê trên mặt đất mệt nó diệp tố dưới tấm bia đá có một chiếc chuông cổ đồng to, khi tiếng gõ đầu tiên vang lên mọi người liền biết vòng sơ loại chính thức bắt đầu rồi. Không ít người giành nhau bước lên các lôi đài, muốn tranh thủ chút thời gian đánh được trận nào hay trận đấy để kiếm thêm chút điểm, bất quá những người thế này thường lại là những người bị loại đầu tiên. Lúc này mọi người chỉ có một lần cơ hội. Tu sĩ thông minh một chút sẽ trước chờ mấy trận, quan sát hết tình huống rồi mới động thủ đương nhiên người có thực lực cao sẽ không thèm mệt đầu suy nghĩ những mánh khóe này. Diệp Tố đi qua đi lại một hồi cuối cùng tùy tiện bước lên một cái lôi đài, đối thủ vừa hay cũng là phù sư, là một thanh niên thoạt nhìn chỉ mới hơn 20, vừa mới bước lên đài liền lấy ra hai thanh súng phun phù, điên cuồng bắn phù về phía nàng. Mấy người Minh Lưu Sa ở dưới đài xem thi đấu thấy thế đều trầm mặc. Vậy mà lại có người dám dùng súng phun phù đối phó đại sư tỷ. Hạ nhĩ thở dài, ví dụ không thể nào sinh động hơn của câu múa dìu qua mắt thợ, đây mà. Vị phù sư thanh niên kia nhìn thấy phù chú của mình phun trào ra không ngừng thì trong mắt không khỏi hiện lên đắc ý. Hai thanh súng phun phù này hắn đã bỏ ra một số tiền cực lớn mới có thể mua được. Hắn có lòng tin lần này bản thân nhất định có thể tiến vào một ngàn vị trí đầu tiên. Diệp tố nhẹ nhàng chuyển động né tránh công kích của phù chú đồng thời lấy ra một cây bút cùng một sấp giấy vàng vẽ phù ngay tại chỗ. Người cũng là phù tu. Phù sư thanh niên giận dữ, làm gì có phù tu nào vẽ phù ngay trên lôi đài, cũng không phải là nguyên anh phù tu gì, hơn nữa đây còn là đơn chiến. Hắn nổi giận bóp cò liên tục hai thanh súng phun phù trong tay. Diệp tố linh hoạt tránh thoát phù chú mà đối phương bắn tới, phảng phất như có thể nhìn thấy được quỹ đạo của chúng vậy. Sau khi nhanh chóng vẽ xong một đống phù, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối diện với phù sư trên đài. Phù sư thanh niên còn tưởng rốt cuộc nàng đã đuối sức nên hưng phấn dơ cao hai thanh súng phun phù trong tay, nhắm ngay diệp tố bóp cỏ. Bùm, bùm. Hắn chỉ nghe thấy những thanh âm phù chú nổ tung liên tục, những phù chú mà hắn bắn ra toàn bộ đều nổ thành đầy trời giấy vàng, sau đó lập tức liền tự hóa thành cho biến mất không tăm hơi. Phù sư thanh niên khiếp sợ nhìn Diệp Tố ở đối diện, nàng ta vậy mà cũng có súng phun phù, mà thứ đó dùng còn tốt hơn súng phun phù của mình. Vừa rồi Diệp Tố đã bỏ vào bên trong súng phun phù một sấp bạo phù, có thể phá hủy phù chú cùng cảnh giới, huống chi cảnh giới của đối phương còn chưa đạt tới kim đan kỳ. Người có thể bắt đầu trốn rồi, Diệp Tố từ từ nói. Vị phù sư đối diện còn đang đắm chìm trong nỗi bi thống Diệp Tố cũng có súng phun phù nên căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì diệp tố lắc lắc đầu lấy ra từ túi càn khôn một ống phóng hỏa tiễn phiên bản tu chân đặt lên trên vai nàng bỏ vào bên trong một lá phù nhắm ngay phù sư thanh niên mà khai hỏa uyên phù sư thanh niên vẻ mặt mộng bức bị bắn rớt xuống đài cả người văng ra khảm lên lôi đài bên cạnh hắn gian nan chớp chớp mắt hỏi ngươi mua ở đâu diệp tố buông xuống ống phóng hỏa tiễn nhìn các tu sĩ đang trợn mắt há mồm bên dưới nói, phù pháo ống, 5 vạn trung phẩm linh thạch, có ai muốn mua không? Không có ai lên tiếng, vì chưa có ai phản ứng lại kịp trước mọi việc vừa phát sinh. Thanh niên bị dính trên sàn đấu đối diện không màng gỡ bản thân ra khỏi đó mà chỉ lo cố gắng hua hua một bàn tay, ta. Ta muốn. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, mở ra livestream bán hàng tại chỗ. Chương 78 Bán hàng công khai Bán cho ta Ta mua Ta mua Phù sư thanh niên nỗ lực dẫy dụa rơi khỏi lôi đài Nằm lăn trên mặt đất ngửa đầu hỏi Diệp Tố Đây là pháp khí gì? Sao lại lợi hại đến vậy? Diệp Tố khiêng ống pháo nhảy xuống Sờ sờ thân pháo Phù pháo ống Bên trong có khắc một phù trận nhỏ giúp gia tăng lực công kích Người bỏ phù chú vào đây sau đó bắn ra thì hiệu quả sẽ được tăng gấp đôi lá phù vừa rồi nàng cho vào cũng là bạo phù, trải qua sự gia tăng công hiệu của phù pháo ống liền có thể trực tiếp bắn đối thủ bay xuống đài. Phù trận có thể dùng bao nhiêu lần? Thanh niên cũng là phù sư nên cũng biết phù chú đều có giới hạn. Phù trận được khắc bằng chu sa loại tốt nên ít nhất có thể dùng được 10 lần. Diệp Tố vỗ vỗ phù pháo ống nói, sau khi phù trận hết hiệu lực thì ngươi cứ khắc thêm phù chú vào hình thành phù trận lại một lần nữa là được nàng vẽ ra hết những phù chú cần thiết để tạo thành phù trận cho đối phương tuy rằng phù pháo ống này có hạn chế về số lần dùng nhưng thanh niên phù sư vẫn lấy ra linh thạch ném cho diệp tố được ta mua diệp tố tiếp lấy túi linh thạch sau khi đếm qua số lượng không sai thì giao phù pháo ống cho hắn giao dịch vui vẻ sau khi thanh niên phù sư khiêng phù pháo ống rời đi diệp tố đưa túi linh thạch cho minh lưu sa cất kỹ phù pháo ống vừa rồi trông thật ngầu. Hạ nhĩ vẻ mặt sùng bái cảm thán, thật không hổ là đại sư tỷ. Muốn sao? Lần sau tỷ sẽ làm cho mỗi đứa một cái. Diệp tố lấy ngọc giản ra, cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy điểm số đã từ một biến thành hai, ta tiếp tục thi đấu đây. Diệp tố không phải kiếm tu, cũng chưa từng học qua dùng kiếm nhưng pháp khí mà nàng chuẩn bị không ít. Nàng toàn dùng những thứ này để đánh với đối thủ trên lôi đài, một khi đối thủ vừa bị hạ đo đài thì nàng sẽ liền bắt đầu đứng trên lôi đài la to chào bán pháp khí trong tay. Mỗi lần thắng một trận nàng sẽ đứng trên lôi đài giao bán một phen, dùng trận thắng để chứng minh lời quảng cáo về pháp khí không có nửa điểm lừa dối. Người đến đây ai mà không sốt ruột mong thắng, lại chính mình tận mắt trông thấy hiệu quả của pháp khí nên trước sau người mua đều không ít, rốt cuộc thì thêm một kiện pháp khí tốt chính là nhiều thêm một phần hy vọng mà nhà đinh, có thể tùy biến theo ý muốn của tu sĩ để công kích đối phương, cách dùng đa dạng, giống như vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền một biến thành trăm, hình thành đinh võng một lưới bắt gọn đối thủ. Không đắt, chỉ một vạn tám trung phẩm linh thạch mà thôi. Phi vũ châm, tiện lợi mang theo bên người, lực sát thương lớn, ba vạn chín ngàn trung phẩm linh thạch mua tới tay, sư huynh sư muội thấy nhất định khen hay. Khóc hoàn, không cần tinh thông âm luật cũng có thể phóng ra âm sát, tùy tiện gõ một cái là đã có thể nhiễu loạn tính giác cùng xúc giác của đối thủ. Chỉ với 6 vạn 6 ngàn trung phẩm linh thạch thì kỳ tài âm tu tiếp theo chính là đạo hữu Không thể không nói năng lực bán hàng của đại sư tỷ đúng là nhất đẳng. Vòng sơ loại chính thức bắt đầu chưa đến 10 ngày thì tin tức có người trên lôi đài thi đấu bán pháp khí đã truyền ra khắp sân thi đấu của Đông Phương. Mấu chốt ở đây chính là điểm của những người mua pháp khí thật sự tạch tạch tăng lên cao hơn các ngươi có bán kiếm hay không diệp tố hôm nay chỉ vừa mới ra tới sân đấu vẫn còn chưa chọn lôi đài liền bị một nữ tử trẻ tuổi ngăn lại trong tay đối phương đang cầm một thanh kiếm bị gãy làm đôi nôn nóng hỏi kiếm diệp tố quay đầu nhìn về phía hạ nhĩ có kiếm không có Hạ Nhĩ lập tức lấy ra một đống kiếm từ trong túi cản khôn. Đạo hữu cô muốn thanh nào? Nữ tu sĩ trẻ tuổi. Đột nhiên có chút hối hận. Hôm nay nàng lên lôi đài thi đấu sớm, gặp phải một cao thủ lợi hại, cả kiếm cũng bị chém gãy. Bởi vì nghe nói trong sân đấu có người bán pháp khí, chất lượng không tồi nên nàng không muốn mất thời gian chạy đến toàn điển hành trong thành mà là lựa chọn ngồi canh mấy người bán pháp khí đó, muốn đánh cược một phen hiện giờ xem ra sao có chút không đáng tin vậy. Ánh mắt của hạ nhĩ dừng trên thanh đoạn kiếm trên tay đối phương, nếu đạo hữu không ngại có thể đưa thanh kiếm cho ta xem một chút được không? Nữ tu trẻ tuổi chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, đưa đoạn kiếm cho hắn, ta muốn một thanh kiếm thuân tay một chút. Không thành vấn đề, hạ nhĩ quan sát cẩn thận dấu vết mài mòn ở chuôi kiếm, lại nhìn nhìn thân kiếm, cuối cùng chọn ra hai thanh từ trong đống kiếm, đạo hữu cô có thể thử hai thanh này xem sao. Nữ tu sĩ bước ra một chỗ chống múa thử vài đường kiếm thì ngoài ý muốn phát hiện xúc cảm không tồi, bất quá ít nhiều vẫn còn một ít cảm giác xa lạ chưa thuần thục. Vậy ta lấy thanh này. Nàng chọn một thanh trong số hai thanh kiếm mà hạ nhĩ giới thiệu, thầm nghĩ cứ thử trước xem, không được thì lại vào thành đến toàn điển hành mua một thanh khác. Thế nhưng hạ nhĩ lúc thu tay lại cũng cầm theo thanh kiếm mà nàng đã chọn, để ta giúp đạo hữu sửa lại chuôi kiếm một chút, có lẽ sẽ giúp cô thích ứng được nhanh hơn. Sửa? Nữ tu sĩ lần đầu tiên nghe đến kiếm đã được luyện chế tốt rồi còn có thể sửa. Luyện khí sư chúng tôi có thể sửa. Hạ Nhĩ nói một tiếng với mấy người Diệp Tố sau đó liền tìm một góc bắt đầu dùng linh hỏa chậm rãi sửa lại chuôi kiếm, tận lực chỉnh cho nó giống với thanh kiếm bị gãy lúc nãy. Một canh giờ sau nữ tu sĩ tuổi trẻ đầy mặt kinh hỉ rời đi sau lần này lại nhiều thêm một đống người tìm bọn họ mua kiếm. Diệp Tố đã đánh 5 trận, bán ra 5 loại pháp khí. Lúc này nàng vừa mới xuống dài thì Dịch Huyền bỗng nhiên đi tới, nói với nàng, đệ đâu? Diệp Tố ngạc nhiên, đệ làm sao? Đệ cũng là đệ tử thiên cơ môn. Dịch Huyền chỉ chỉ vào ba chữ trên đạo bào của mình, cũng có thể bán pháp khí. Diệp Tố bật cười nói, được, đào kiếm tùy ý đệ bán, đi tìm hạ nhĩ với Tây Ngọc đi. Không chỉ hắn mà ngay cả lữ cửu cũng bắt đầu giúp đỡ bán kiếm trên lôi đài. Tu sĩ dự thi tuy đông đảo nhưng số cao thủ chân chính để cạnh tranh không tính là nhiều. Đặc biệt thông hành đơn có đến một ngàn phần nên dịch huyền cùng lữ cửu cũng không quá khẩn trương. Việc đổi đao kiếm liên tục cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của họ. Thật sự là cô. Diệp Tố nghe thấy thanh âm, Quay đầu nhìn lại thì bắt gặp liên liên một thân hồng y minh diễm, đứng bên cạnh nàng không ai khác chính là Trình Hoài An. Đã lâu không gặp, Trình đạo hữu liên đạo Hữu Diệp Tố cười chào hỏi. Liên liên ôm hai tay đi tới, hứng thu nói, mấy ngày nay vẫn luôn nghe nói có người tác phong không đàng hoàng, ở trên lôi đài không tập trung thi đấu mà chỉ chăm chăm buôn bán pháp khí. Ta đoán người đó chính là cô, quả nhiên không sai mà. Diệp Tố nhướng mày, hai người cũng muốn mua chút pháp khí gì sao? Hai chúng ta thì thôi đi, chỉ là đến xem cô bán pháp khí thế nào mà thôi. Liên liên đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, ta còn tưởng rằng cô sẽ dùng thân phận phù tu để thi đấu. Bất tài nên mỗi cái đều học một chút. Diệp Tố mỉm cười nói, gọi tắt là lung tung tu. Liên liên. Ta nhìn thấy trên bảng tên thiên cơ môn các cô có đến bốn người dự thi. Trình Hoài An đứng bên cạnh tò mò hỏi, hai người còn lại là ai? Một người trong số đó lại còn là tịnh tông đệ tử. Hai người còn lại chính là người trong tương lai sẽ dẫn dắt kiếm tu của thiên cơ môn. Diệp Tố nghiêm túc nói, là một tông môn sắp quật khởi, phải tổng hợp lực lượng thật mạnh mới có thể chân chính hùng mạnh. Cũng thật dám mơ đấy. Tính cách của Liên Liên vẫn không thay đổi chút nào, nàng chập một tiếng, thiên cơ môn các cô còn muốn trở thành côn luân phái thứ hai sao? Côn luân phái tuy chủ lưu là tu hành kiếm đạo nhưng các tu sĩ khác cũng có. Thậm chí họ còn có đan đường, phù đường riêng của tông phái V, V, mỗi người bước ra hành tẩu năng lực đều không thua gì các đại tông môn khác. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì lôi đài cách đó không xa lại thay đổi một cặp đấu khác, một trong số hai người bước lên chính là dịch huyền. Diệp Tố còn chưa có phản ứng gì thì Liên Liên lại đột nhiên kích động hô lên, "Sư đệ, mau nhìn kìa, người mới vừa bước lên lôi đài bên kia, thật là đẹp quá đi." Trình Hoài An, ánh mắt của hắn thật lạnh nhạt, "Ta thích." Hai tay Liên Liên ôm lấy mặt, bộ dáng đại tiểu thư kiêu kỳ tan vỡ trong nháy mắt. "Diệp Tố." Chỉ sợ những lời đồn lúc trước bảo rằng vị này thích nam chủ chính là cứ như vậy mà truyền ra tới. "Sư tỷ," chúng ta cũng nên đi thi đấu rồi. Trình Hoài An mặt vô biểu tình nói. Không vội, liền liền lôi cánh tay của hắn chen qua bên đó, trước xem xong trận này đã. Trên lôi đài, Dịch Huyền đang cầm một thanh đao mà Tây Ngọc luyện chế. Sau khi hắn rút lên được trọng minh đao thì Tân Thẩm Chi đã cố ý tìm cho hắn rất nhiều thư tịch về đao đồng thời thay đổi phương hướng tập luyện cho hắn. Hiện giờ Dịch Huyền cũng đã dần thích ứng với những chiêu thức của đao chỉ sử dụng một lưỡi. Đối thủ đang đứng đối diện là một kiếm tu Kim Đan sơ kỳ, cảnh giới không tính là thấp, chẳng qua đối đầu với Dịch Huyền thì vẫn còn kém xa nên không qua mấy chiêu liền bị đánh rơi xuống đài. Dịch Huyền vốn dĩ có thể thắng chỉ với một chiêu nhưng vì muốn triển lãm đầy đủ tác dụng của thanh đao trong tay nên hắn mới cố ý kéo dài thêm một chút thời gian như vậy. Chờ sau khi tu sĩ đối diện hoàn toàn ngã xuống lôi đài, lúc này hắn mới cầm thanh đao trong tay đưa ngang trước người, thanh đao này có ai muốn mua không? Giá chỉ 8 vạn 8. ,000. Liên Liên đang xem như si như say, sao lại một tên bán hàng nữa? Hắn là sư đệ của ta. Diệp Tố không biết từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh nàng, nhịn cười nói, người thiên cơ môn đều bán hàng. Liên Liên lúc này mới chịu rời tầm mắt từ gương mặt của Dịch Huyền sang trên người hắn, nàng nhìn chằm chằm ba chữ thiên cơ môn to tướng được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh trên đạo bào của dịch huyền mà cảm thấy thật cạn lời. Người đẹp đều chạy đến thiên cơ môn hết rồi sao? Liên liên ngẩng đầu nhìn kiếm tu trẻ tuổi trên đài, ôm ngực tiếc hận nói, thật phí phạm của trời. Người đẹp xuất sắc như thế, sao lại lưu lạc đến mức đi bán hàng dạo thế này? Phía dưới lập tức có người giơ tay nói muốn mua, người nọ rõ ràng đã ngồi canh một lúc lâu, chỉ chờ dịch huyền hỏi một câu như vậy. Dịch Huyền bán đao cho hắn, vừa lúc nhìn thấy Diệp Tố cũng ở gần đó nên bước tới chào, "Đại sư tỷ." Được nhìn Dịch Huyền ở cự ly gần nên tim Liên Liên đập mỗi lúc một mau, bất quá giây tiếp theo nàng đã bị Trình Hoài An giơ tay bịt kín hai mắt. "Chúng ta đi thi đấu trước." Trình Hoài An khách khí nói với Diệp Tố, "Lần sau gặp lại." Diệp Tố nhìn hai người rời đi, sau đó quay sang nói với Dịch Huyền, "Đệ báo giá hơi cao." bọn họ nguyện ý mua. Dịch huyền không quá bận tâm nói, vừa rồi ở trên đài hắn cố ý dùng nhiều chiêu thức như vậy chính là vì muốn biểu thị uy lực của thanh đao. Cũng đúng, Tây Ngọc mà biết được chắc chắn sẽ càng nỗ lực luyện chế hơn nữa. Diệp Tố gật đầu nói, bởi về pháp khí bán được khá tốt nên mấy ngày nay Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc, Hạ Nhĩ cũng bắt đầu vội lên. Một tháng trôi qua, Bia đá một ngàn người đứng đầu đã cập nhật vài lần nhưng có vài cái tên đã bắt đầu cố định, không biến mất trên bia đá vào mỗi lần đổi mới nữa. Ban đầu mọi người ai cũng đinh ninh điểm số của mấy người từ Trình Ngọc, dịch huyền hẳn là sẽ chiếm nhóm đầu. Kết quả không ai ngờ đến là người dẫn đầu vậy mà lại là một cái tên xa lạ thiên cơ môn du phục thời. Từ ngày vòng sơ loại chính thức mở ra, lôi đài khắp nơi mọi lúc đều có người đi lên so đấu, mấy người ngô kiếm phái cùng với nhóm diệp tố ban ngày thi đấu còn buổi tối sẽ nghỉ ngơi. Chỉ có một mình du phục thời chiếm cứ một cái lôi đài không xê dịch đi đâu. Khấp huyết kiếm không có lúc nào là không ở trên lôi đài khiêu chiến đối thủ. Điểm số cứ thế tăng 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 lên cao, căn bản là không hề có thời điểm ngừng lại, trực tiếp xông lên đến vị trí đệ nhất. Bản thân du phục thời thì ở trên lôi đài chẳng hề có động tác gì, hoặc là đứng hoặc là ngồi, lâu lâu thì đả tọa nhập định. À đúng rồi tiểu sư đệ còn có một cái đệm rơm, là do Diệp Tố chuẩn bị riêng cho hắn, để lúc hắn ngồi thì cũng có thể gõ mõ. Bất quá du phục thời lười biếng, việc gõ mõ có thể gõ ít được chút nào hay chút đó. Gần đây sao lại không thích gõ mõ nữa? Diệp Tố nhìn du phục thời rốt cuộc chịu rời tấm thân vàng ngọc từ trên lôi đài xuống dưới, hỏi hắn, Tâm tình của tiểu sư đệ mấy ngày này tựa hồ không còn phiền lòng buồn bực như trước nữa, ngay cả mõ cũng ném trả lại cho nàng. Tốt rồi, du phục thời dương mắt nhìn Diệp Tố, chậm rãi nói. Đại sư tỷ nghe không hiểu lắm câu trả lời của hắn, bất quá nàng tới là vì một chuyện khác. Số người lên lôi đài của du phục thời càng lúc càng ít, bởi vì hắn chưa bao giờ thua nên trừ một số người muốn thử thách một lần, trên cơ bản tất cả các tu sĩ khác đều không muốn đến đây. Một tháng tiếp theo ngẫu nhiên sẽ có xuất hiện lôi đài hỗn đấu. Diệp Tố nói, mỗi lần thua hỗn đấu sẽ bị trừ hết toàn bộ số điểm trước đó, chỉ giữ lại đúng một điểm ban đầu, tuy nhiên thắng một lần sẽ có được số điểm bị trừ của những người khác. Hỗn đấu vừa xuất hiện phần lớn các tu sĩ đều sẽ phải tham gia vì nếu không sẽ rất khó để duy trì thứ hạng mấy chốt nhất là vì chỉ cần sau khi kết thúc còn lưu lại được trên lôi đài thì sẽ có thể chia điểm với những người chiến thắng khác. Như vậy không gian thi triển sẽ được tăng lên không ít, một số tu sĩ lợi hại thậm chí có thể dẫn theo tu sĩ khác thăng hạng. Chương 79. Hỗn đấu. Sau khi Diệp Tố nói xong, Du Phục thời đã chán ngồi ngốc trên đài nên dứt khoát nói, không muốn đi. Nghe thôi đã thấy rất mệt trước mắt điểm số của đệ là cao nhất, nếu tên vẫn còn trong vòng một ngàn người đầu tiên thì cũng không nhất thiết phải tham gia hỗn đấu. Diệp Tố qua đây báo cho tiểu sư đệ biết tình huống có thể phát sinh trong một tháng tới mà thôi, cũng không trông mong hắn sẽ tham gia để giành thêm điểm. Dù phục thời bỗng nhiên do dự nhìn về tấm bia đá ở cách đó không xa, tên của những người đó sẽ nằm ở trên ta sao? Diệp Tố, điểm cao hơn tất nhiên sẽ nằm trên. Ta tham gia. Dù phục thời lập tức thay đổi chủ ý, hắn không muốn tên của khác ở trên tên của mình, đành phải vất vả lên lôi đài đứng nhiều thêm một lúc vậy. Khắp huyết kiếm ở bên cạnh yên lặng thấm ra vài giọt huyết lệ. Việc tiểu sư đệ đổi ý xoành xoạch cũng không khiến Diệp Tố ngoài ý muốn, nàng cười nói, "Tùy đệ, chỉ cần sau khi lôi đài hỗn đấu kết thúc đệ vẫn còn lưu lại trên đài là được." Giống như lời Diệp Tố đã nói, ngày hôm sau trên sân thi đấu liền có nhiều lôi đài lớn được dựng lên, hỗn đấu chính thức mở ra. So với tháng trước thì số lượng người đã ít đi rất nhiều. Từ trình Ngọc ôm kiếm xoay mặt nói với Dịch Huyền. Đúng vậy, Dịch Huyền vẫn ít lời như cũ nhưng nét bén nhọn giữa mày đã yếu đi vài phần. Hai người đứng song song dưới gác mái bên cạnh sân thi đấu, đây là nơi ngô kiếm phái đóng giữ. Dựa vào quy luật đúc kết từ những năm trước, tu sĩ dưới kim đan kỳ sẽ không có cách nào giành được thông hành đơn, thậm chí kim đan sơ kỳ cũng dễ dàng bị đào thải. Từ Trình Ngọc nói, điểm số của Diệp Tố không nhiều lắm nhưng hẳn là cũng miễn cưỡng đủ trong một ngàn vị trí đầu tiên. Thực tế là tháng rồi xếp hạng của nàng ấy mấy lần còn rớt khỏi danh sách một ngàn. Huynh cảm thấy tỷ ấy sẽ không giành được thông hành đơn. Trên mặt dịch huyền rốt cuộc có điểm dao động. Không phải như vậy. Từ Trình Ngọc lắc đầu, nếu Diệp Tố muốn tham gia tông môn Đại Bỉ thì nhất định sẽ có thể lấy được thông hành đơn. Chỉ là, ta rất muốn đấu một ván với nàng ấy. Dịch Huyền nghe vậy nhíu mày, đại sư tỷ không phải là kiếm tu. Xác thật là không phải. Tầm mắt của Từ Trình Ngọc dừng ở lôi đài bên dưới, để không cảm thấy nàng ấy sẽ biết dùng kiếm sao? Từ rất lâu trước kia, từ Trình Ngọc liền muốn biết bộ dáng huy kiếm của Diệp Tố là như thế nào. Lần đầu gặp mặt, dưới kiếm của đối phương treo ba người còn có thể đuổi kịp thì hắn đã thập phần tò mò, còn tưởng rằng nàng là kiếm tu tông phái nào đó. Về sau khi đã quen thân hơn thì hắn cũng chỉ thấy Diệp Tố chỉ dùng đến kiếm khi ngự kiếm mà thôi. Bất quá Từ Trình Ngọc phát hiện ra được rõ ràng nàng có khả năng học tập mọi thứ cực nhanh chỉ đơn giản là nhìn qua đệ tử ngô kiếm phái bọn họ ngự kiếm thế nào. Không cần ai chỉ điểm nàng cũng liền có thể ngự kiếm được ra mô ra dạng không sai biệt lắm. Tỷ ấy chưa từng học qua kiếm chiêu. Dịch huyền rũ mắt nhìn Lan Can nói. Nơi này của Diệp Tố, từ Trình Ngọc nâng lên một tay chỉ chỉ vào đầu, đã gặp qua là sẽ không quên. Ở ngô kiếm phái mấy tháng, ngay cả Hạ Nhĩ vì cảm thụ thấy hơi thở lưu động của kiếm nên ngẫu nhiên đều sẽ cầm kiếm luyện thử mấy chiêu, nhưng Diệp Tố tuyệt nhiên lại chưa bao giờ làm như vậy. Quen biết nhau đã một thời gian dài, hắn rất hiểu chỗ khủng bố của Diệp Tố, chỉ cần là thứ nàng nhìn thấy nghe thấy, hoàn toàn sẽ không quên, năng lực suy một ra ba cực kỳ mạnh mẽ. Không những vậy Diệp Tố còn rất hiếu học, Nàng có thể nhanh chóng hấp thu những điều mới mẻ xung quanh nhưng cũng đồng thời không bỏ qua một cơ hội nào để vận dụng chúng. Từ khi có ký ức tới này, hắn chỉ gặp qua một người khác cũng cho bản thân đồng dạng cảm thụ. Côn Luân phái, Lục Trầm Hàn. Chỉ có một thứ duy nhất Diệp Tố không học, đó chính là kiếm thuật, vấn đề nghi hoặc này hắn vẫn luôn đè nặng trong lòng từ lâu. Dù cho Diệp Tố không biết dùng kiếm, ta cũng muốn đấu với nàng một ván. Từ Trình Ngọc cười nói, nàng ấy dùng phù chú rất giỏi, trong bí cảnh ta đã từng thấy qua. Nhắc tới bí cảnh, Dịch Huyền liền nhớ tới hắn chỉ mới có một lần vào cùng một bí cảnh với nhóm Diệp Tố, mà còn không phải là cùng một đội. Sau khi nghe lời Từ Trình Ngọc nói, Dịch Huyền phát hiện bản thân thế nhưng cũng có chút muốn được cùng tiến vào bí cảnh với các sư huynh sư tỷ, thậm chí cũng muốn đấu với Diệp Tố một ván. Mười mấy năm qua hắn không biết bao nhiêu lần đã nghĩ muốn so tài trực diện với đại sư tỷ, nhưng ngặt một nỗi là đạo tu hành của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ độ tự do cao, cơ hội nhiều. Từ trình ngọc xoay người bước xuống thang lầu, sau đó lại quay đầu nói với dịch huyền, ta chuẩn bị đi đấu với diệp tố một ván, nếu để cũng muốn thì phải nắm chắc cơ hội lần này đấy. Dịch huyền sửng sốt, không ngờ rằng tâm tư của chính mình đã bị nhìn thấu. Đi thôi, thi đấu, dịch sư đệ. Từ Trình Ngọc cả người đã đi xuống thang lầu, chỉ để lại một câu dư âm. Lôi đài hỗn đấu vừa mở thì xếp hạng trên tấm bia đá tức khắc liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước rõ ràng có vài người điểm số cũng khá cao trên bảng xếp hạng, nhưng quay đi ngoảnh lại đã rớt ra khỏi bảng. Mỗi giờ mỗi khắc đều có tên cũ rơi xuống thay bằng những cái tên hoàn toàn xa lạ nhảy lên. Du Phục Thời nhìn xếp hạng của chính mình trong nháy mặt rớt xuống mấy bậc, lập tức kéo khắp huyết kiếm đi lên một lôi đài hỗn đấu. Rõ ràng số lượng người trên lôi đài hỗn đấu cực kỳ đông đảo thế nhưng những người đứng dưới vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy được Du Phục Thời, hắn quá mức bắt mắt, vô luận là diện mạo hay là tư thái kéo kiếm. Lôi đài đã đủ 50 người hỗn đấu chuẩn bị bắt đầu. Tu sĩ chủ trì sau khi ghi chép xong số liệu thì phất tay dựng lên kết giới, để phòng ngừa người trên lôi đài ngộ thương những người đứng xem xung quanh. Những tu sĩ chủ trì đều là chấp sự cấp bậc trưởng lão của các tông môn, cảnh giới đều từ hóa thần kỳ trở lên. Dù phục thời đứng ở một góc của lôi đài, vừa buông tay thì khắp huyết kiếm liền bay lên trời, hạ xuống rừng ngay ngắn bên người hắn. Bắt đầu! tu sĩ chủ trì hô lên. Các tu sĩ trên lôi đài sôi nổi động thủ, một trận hỗn chiến chính thức bắt đầu. Dù phục thời nghiêng đầu liếc nhìn thanh kiếm bên người, khắp huyết kiếm tức khắc ẩn hiện hồng quang, nếu có ai nhìn kỹ vào lúc này thì chắc chắn sẽ có thể thấy được thanh kiếm như dùng mình một cái, trong nháy mắt nhảy vào tham gia hỗn chiến cùng các tu sĩ khác. Nhất kiếm lẻ loi vừa đâm vừa chém 49 tu sĩ, như là đang phát tiết, một người cũng không buông tha. Diệp Tố đứng ở cách đó không xa, nhìn góc mà du phục thời đang đứng, không khỏi nhíu mày, khấp huyết kiếm đang cách tiểu sư đệ quá xa. Nếu có người xoay người chuyển hướng tấn công vào hắn thì chắc chắn thanh kiếm sẽ không kịp bảo vệ. Ý nghĩ này vừa lóe qua trong đầu nàng thì trên lôi đài, năm sáu tu sĩ sao bị chen đến một góc đã quay đầu thấy được du phục thời đang đứng lẻ loi một mình. Đám người đồng loạt nâng kiếm, hung hăng nhào về phía hắn không ai nhìn thấy được du phục thời đã làm thế nào, chỉ thấy tay áo dài của hắn vung lên, năm sáu người đó liền bị đánh bay vào trong giữa đám người đang đánh nhau loạn xả. Khoảnh khắc đó khắp huyết kiếm cũng vừa chém bay một tu sĩ xuống đài, nó tựa hồ như trột dạ, thân kiếm rung rung một cái, bắt đầu cuồng quét các tu sĩ còn lại. Trên lôi đài không có người nào có thể ngăn cản được thanh kiếm phát cuồng nên khắp huyết kiếm liền một kiếm một đường dọn sạch không còn một mống tu sĩ nào thời gian còn chưa hết nhưng trên lôi đài chỉ còn lại một người một kiếm. Tu sĩ chủ trì. Ngay sau đó điểm số của du phục thời bạo tăng, một lần nữa quay lại vị trí đệ nhất. Hắn lại tiến dai, liên liên ở cách đó không xa cũng vừa xuống đài, nhìn thấy động tĩnh bên này của du phục thời, rất là kinh ngạc, kim đan hậu kỳ. Nhóm người thiên cơ môn tăng cảnh giới thật đúng là rất nhanh, bất quá diệp tố sao lại vẫn còn là kim đan sơ kỳ. Sư đệ, chúng ta đi tìm Diệp Tố đánh một ván thế nào?" Liên Liên bỗng nhiên nói. Trình Hoài An do dự trong một khắc, cảnh giới của chúng ta cao hơn Diệp Tố. Đặc biệt là Liên Liên đã nguyên anh trung kỳ, thì có sao, ta đã muốn đấu thử một trận với nàng ấy từ lâu. Liên Liên xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, bộ dáng nàng ấy cả ngày cứ chấn tĩnh bất biến nhìn thật ngứa mắt. Thật không dám giấu giếm Trình Hoài An cũng muốn được một lần so trình độ phù chú với Diệp Tố. Nàng ấy đi lên một lôi đài hỗn đấu rồi kìa. Liên liên lôi Trình Hoài An chạy về hướng đó, hai chúng ta cũng cùng lên đó đi. Thời gian vẫn còn sớm, lỡ như Diệp Tố thật sự bị rớt điểm thì về sau lại đánh thêm mấy trận hỗn đấu là có thể kiếm về thôi. Cùng lắm thì hai người bọn nàng mang theo nàng kiếm điểm. Diệp Tố nhìn du phục thời đi xuống lôi đài, đưa cho hắn mấy khối linh thạch rồi mới rời đi bước lên một lôi đài hỗn đấu khác có không ít tu sĩ cũng đang đi về hướng này tình huống này là sao vậy sao ai cũng đi về hướng lôi đài này vậy đại đệ tử ngô kiếm phái còn có người ngũ hành tông nữa ai cũng qua lôi đài này thế xong rồi sớm biết thì đã ta không lên lôi đài này rồi diệp tố cúi đầu kiểm kê lại số pháp khí còn dư của mình khi ngẩng đầu lên thì nghe thấy một trận xôn xao đập vào mắt của nàng là mấy gương mặt quen thuộc nàng giơ tay chào khéo thật từ trình ngọc cùng dịch huyền còn có hai người vừa mới lên đài là liên liên cùng trình hoài an bốn mặt nhìn nhau bốn người bọn họ cơ hồ là đồng thời nhảy lên lôi đài một tu sĩ bước lên lôi đài liền sẽ bị ngọc giản ghi chép lại nếu lên rồi mà lại đi xuống thì sẽ bị xem là tự bỏ quyền thi đấu chỉ được giữ lại một điểm ban đầu và sẽ bị trừ hết tất cả số điểm còn lại. Bốn người này trước khi lên lôi đài này đều đã trải qua vài trận hỗn đấu nên điểm số đều đã tăng cao một vòng. Bọn họ vừa lên tới thì tổng điểm số của lôi đài này nháy mắt trở thành cao nhất trong toàn sân thi đấu. Ngươi muốn đánh một ván với chúng ta sao?" Liên liên hỏi từ Trình Ngọc đang đứng đối diện. "Từ Trình Ngọc phủ nhận, ta tới tìm Diệp Tố. Còn ngươi?" liên liên rời ánh mắt sang dịch huyền, nàng nhớ rõ người này là tịnh tông đệ tử của ngô kiếm phái cùng thiên cơ môn. Dịch huyền nhìn lướt qua liên liên cùng trình hoài an, cảnh giới của hai người này hắn nhìn không thấu, rất mạnh. Hắn cũng là tới tìm Diệp Tố. Từ Trình Ngọc trả lời thay cho Dịch Huyền. Trình Hoài An chắp tay nói, hai người chúng ta cũng là tới tìm Diệp Tố. Từ đạo hữu không bằng trước tiên hợp tác dọn dẹp cho lôi đài trống trải hơn, Minh thấy thế nào? Từ Trình Ngọc gật đầu, đang có ý này. Những tu sĩ khác trên đài. Ta bỏ quyền, ta cũng đi trước, không hẹn gặp lại. Lập tức liền có không ít tu sĩ dứt khoát nhảy xuống đài, đi sớm siêu sinh sớm, có thể sớm một chút kiếm lại được điểm số. Tuy nhiên cũng có một tí tu sĩ không chịu thua, một hai phải căng tới cùng với mấy người này. Tuy nhiên sau đó họ đã nghĩ lại, trong bốn người thì có ba người cảnh giới đã là Nguyên Anh kỳ, theo tiền lệ những năm trước thì bọn họ chính là ứng cử viên cho vị trí quán quân, đối đầu với bọn họ thì kết quả không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Diệp Tố chơ mắt nhìn số người trên đài mỗi lúc một ít hơn, cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng với bốn người từ Trình Ngọc. Các người? Diệp Tố không hiểu, nếu muốn đánh với ta vì sao không chọn lôi đài đơn chiến? Điểm số cao, kích thích liên liên dẫn đầu nói giống như trên trình hoài an đi theo đáp người bận bán pháp khí không tiện quấy rầy. từ trình ngọc đưa ra lời giải thích ánh mắt của diệp tố dừng trên người dịch huyền chờ hắn cho một cái lý do dịch huyền chậm rãi mở miệng lúc đó đệ còn phải bán đao diệp tố không nhịn được bật cười được các ngươi muốn đánh thế nào số điểm hôm nay dự là không giữ nổi rồi Người trên lôi đài chỉ có 5 người bọn họ nhưng số người vây xem dưới lôi đài mỗi lúc một đông hơn. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng với Hạ Nhị đều đứng ở hàng đầu tiên, hôm nay bên cạnh bọn họ còn nhiều ra thêm một tiểu sư đệ Du Phục thời, hắn còn có một chiếc ghế dựa do dịp tố làm cho, ngồi chễm chệ ở dưới đài, thành công nhận được một ánh mắt hình viên đạn từ tu sĩ chủ trì. Đại sư huynh, dịch sư đệ, còn có Liên Liên cùng Trình Hoài An, Sao bọn họ đều lên hết lôi đài này vậy? Nghe được có náo nhiệt, Mã Tổng Thu cả thi đấu cũng không thèm quan tâm, vội vàng chen vào xem, hỏi mấy người thiên cơ môn về tình huống hiện tại. Mấy người bọn họ đều muốn đấu với đại sư tỷ của ta đó. Hạ Nhĩ cảm thán nói, đại sư tỷ lợi hại như vậy, bọn họ nhất định là muốn học lỏm gì đó từ tỷ ấy. Mã Tổng Thu đã truyền tin cho Chu Vân, bảo nàng nhanh chân tới xem náo nhiệt phải quay lại trận kinh điển này mới được chu vân chen được vào đến chỗ bọn họ hưng phấn lấy ra tố hồi ngọc bản trên lôi đài từ trình ngọc nói diệp tố ta muốn so kiếm với cô diệp tố hơi nghiêng đầu nhớ mày ta không phải kiếm tu không phải kiếm tu mà biết dùng kiếm là được từ trình ngọc rút ra thanh kiếm của bản thân vào thế đặt kiếm ở trước mặt nói ta không có thói quen dùng kiếm đánh đi. Diệp Tố lắc đầu nói, tất cả cùng lên đi. Bốn người nhìn nhìn nhau sau đó đều phi thân vọt về phía Diệp Tố. Năm người hỗn chiến, cũng không phải đều nắm vào Diệp Tố, ngược lại là Trình Hoài An cùng Dịch Huyền trước tiên đối đầu với nhau, liên liên dựa vào cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ áp chế từ Trình Ngọc trong một khoảng thời gian ngắn, dành trước một bước ra tay với Diệp Tố, ném một đạo phù chú lên người nàng. Diệp Tố hơi hít mắt, thân hình trong nháy mắt dịch chuyển nhưng ngay sau đó từ trình ngọc lại cũng dịch chuyển đuổi theo đến trước mặt nàng